Xin chào các bạn. Hôm nay cửa hàng đá quý Phong Thủy Bạch Dương xin giới thiệu với các bạn một số mẫu Phật bản mệnh cho người tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. Phật bản mệnh được biết đến như một trong những vị Phật hộ mệnh, người đem đến điều tốt lành, bình an, sức khỏe, may mắn và giúp bảo vệ mọi người trong cuộc sống. Trong đó, mỗi con giáp sẽ thuộc quản lý và nhận được sự độ mệnh của một vị Phật khác nhau. Người tuổi Nhâm Tý được sự phù hộ của Phật bản mệnh Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn, vị thần tượng trưng cho sự nhân ái, từ bi. Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn còn được gọi là Phật Nghìn Tay, nổi tiếng với hình tượng nghìn tay nghìn mắt, tượng trưng cho tấm lòng đại từ đại bi của Ngài. Hình tượng mặt trang sức đeo cổ thường thấy là Phật ngồi trên đài sen có nhiều tay như 6, 8, 14, 16 hoặc 18 tay chia đều ra hai bên. Trên mỗi tay có cầm một pháp khí uy lực vô song. Khi được Ngài độ mệnh, Ngài sẽ giúp bạn vượt qua được mọi khó khăn trong cuộc sống, có đủ ý chí và niềm tin để chiến thắng mọi bệnh tật. Khi vận may của bạn tìm đến, Ngài sẽ góp sức để vận thế của bạn thêm huy hoàng, sáng lạn. Ngược lại, nếu bạn đang gặp vận hạn, Ngài sẽ giúp bạn hóa giải mọi khó khăn, vượt qua các trở ngại, vận hạn một cách thuận lợi để có cuộc sống bình an, hạnh phúc và may mắn. Bạn nên ít đi đường vòng, luôn tâm niệm và làm theo những lời Phật dạy để tránh gặp phải những trở ngại lớn khiến bạn phải ân hận đến suốt đời. Người sinh năm 1972 thuộc mệnh Mộc, tang Đố Mộc, nên chọn trang sức đá phong thủy có màu đen, xanh dương, xanh lục để được năng lượng tương sinh tương hợp. Hiện cửa hàng đá quý của chúng tôi luôn có sẵn rất nhiều mẫu Phật bản mệnh Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn cho người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 như mặt Phật bản mệnh Thiên Thủ Thiên Nhãn đá thạch anh xanh. Từ xa xưa, con người đã rất coi trọng đá thạch anh xanh, coi nó như vị thần và thờ cúng để đem lại may mắn, mang lại sức khỏe cho con người. Người xưa luôn quan niệm sử dụng đá thạch anh xanh trong nhà, mang theo người sẽ như một tấm bùa hộ mệnh, bảo vệ con người khỏi những điều xấu hay của những thế lực đen tối. Khi đeo mặt Phật bản mệnh Thiên Thủ Thiên Nhãn, đá thạch anh xanh bên người sẽ giúp bạn thành công hơn trong các cuộc đàm phán, thuận lợi hơn về đường công việc, kinh doanh, giúp chủ nhân điều hòa các mối quan hệ, cân bằng cảm xúc và hóa giải các mâu thuẫn trong công việc, cuộc sống đời thường. Như đã nói ở trên, thạch anh xanh được gọi là thạch anh tài lộc, nên sở hữu được loại đá này, chúng sẽ giúp bạn thu hút được tài lộc, may mắn, luôn nhận được sự giúp đỡ của người khác khi gặp khó khăn. Tiếp theo, mặt Phật bản mệnh Thiên Thủ Thiên Nhãn đá thạch anh đen. Thạch anh đen được biết đến là viên đá của sức khỏe, may mắn, thành đạt. Ngày nay, rất nhiều người ưa chuộng đá thạch anh đen vì viên đá này có khả năng kìm hãm hư khí, trấn tà, bảo vệ cho người chủ. Là sự kết hợp giữa tinh hoa của trời, đất trong các dòng khoáng thạch thiên nhiên, đá thạch anh đen chứa một nguồn năng lượng tốt. Do đó, khi sử dụng mặt Phật bằng đá thạch anh đen bên người sẽ giúp chúng ta phòng chống và giảm thiểu được các bệnh về máu hay đột quỵ. Trong phong thủy, thạch anh đen một biến thể đặc biệt của đá thạch anh. Thạch anh đen mang trong mình sức mạnh kỳ diệu, luôn đem lại nhiều may mắn, giúp người đeo và gia đình luôn làm ăn thịnh vượng và phát đạt. Bên cạnh đó, với biểu tượng màu đen huyền bí, đại diện cho khả năng phân tích, khai tâm, thạch anh đen còn được nhiều người lựa chọn như là một tấm bùa hộ mệnh cho trẻ nhỏ, giúp chúng khắc phục nỗi sợ hãi, hòa đồng và trừ tà. Mặt Phật bản mệnh Thiên Thủ Thiên Nhãn Ngọc Phỉ Thúy. Người xưa cho rằng ngọc là vật quý, chỉ có vua, chúa mới được sử dụng. Nó biểu tượng cho quyền lực và sự quý phái. Ngọc phỉ thúy còn gọi là cẩm thạch, chứa một số nguyên tố vi lượng quý. Qua tiếp xúc, cọ sát, các nguyên tố vi lượng này được hấp thụ vào cơ thể, giúp hỗ trợ cân bằng môi trường nội bào, thúc đẩy trao đổi chất, tăng cường miễn dịch,
phát triển trí não ở trẻ, giảm nguy cơ mất trí nhớ ở người cao tuổi, chống lão hóa, loãng xương. Do được hấp thụ những nguồn năng lượng tinh túy, tinh hoa của trời, của đất mà những nguồn năng lượng ẩn chứa trong loại ngọc này là cực lớn. Do vậy mà mặt dây chuyền ngọc phỉ thúy là một trong những đồ vật vô cùng tốt từ người già đến trẻ nhỏ. Cửa hàng đá quý phong thủy Bạch Dương cam kết mang đến cho bạn mặt vật bản mệnh đẹp từ đá tự nhiên tốt nhất, năng lượng từ trường cao nhất sẽ đem lại sức khỏe, may mắn, bình an cho bạn. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Để mua hàng, các bạn hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 0986 707 892 hoặc 0911 998 682. Facebook Phong Thủy Bạch Dương. Các bạn hãy ấn nút đăng ký kênh bên dưới để theo dõi nhiều video hay và bổ ích của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.